Sáng thì mẹ dắt tôi ra chợ nè. Bây giờ mẹ chỉ với tôi cái chỗ bán trầu cau như truyền thống vậy đó. Đây là sạp của cô Vân ở nhà lồng 3, trung tâm thương mại Cái Khế. Ông bà mình hay nói là miếng trầu làm đầu câu chuyện, cho nên vui thấy vai trò của trầu cau trong lễ nghi tinh thần tâm linh cũng rất là quan trọng. Trời ơi, nhìn cô Vân nè, chăm chút kỹ lưỡng làm từng tép trầu như vậy, mình cũng rất là kính phục. Thiệt mà bây giờ đâu có còn bao nhiêu người mà giữ cái nét lễ truyền thống này đâu. Nằm dưới dãy núi Thất Sơn hùng vĩ, thị trấn Ba Chúc, trước kia là xã Ba Chúc, cách biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 7 km. Vào đầu năm 1977, dân số của Ba Chúc hơn 16.000 người, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống, buôn bán nhỏ. Đây cũng là vùng đất khởi nguồn và trung tâm của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, với nhiều buổi sinh hoạt lễ hội, lễ cúng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người dân địa phương. Hôm nay gia đình chúng tôi đến thăm nhà mộ Ba Chúc, là nơi giữ gìn 1.159 bộ hài cốt của đồng bào Ba Chúc trong tổng số 3.157 người bị bọn Pol Pot thảm sát vào năm 1978 trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Nhà mộ Ba Chúc được thiết kế hình hoa sen úp ngược với 8 cánh hoa sen được sơn màu trắng nhằm giảm bớt cảnh tang thương chết chóc. Mỗi cánh hoa sen là nơi trưng bày một nhóm hài cốt độ tuổi giới tính khác nhau. Gia đình chúng tôi đến đây để thăm viếng các vị, cũng như cúng cơm, dâng hương cho các vị, như là một hành động bày tỏ sự biết ơn đối với các vị chiến sĩ, các vị âm nhơn, bà con, cô bác, huynh đệ, tỷ muội của Huyền Trâm họ đã hy sinh cho chúng tôi có được hòa bình và sự phát triển như hôm nay. Vào ngày hôm trước thì chúng tôi chuẩn bị một số lễ vật như là trầu cau, giấy tiền, hoa quả, gạo muối và cháo cho các vị. Thank you.
động này được diễn ra trong mùa lễ Du Lan, là ngày báo hiếu cha mẹ, ngày lễ biết ơn ông bà, cha mẹ, gia đình, tổ tiên, đồng bào, tổ quốc. Cho nên vui làm clip này, vừa là kỷ niệm hoạt động của gia đình, cũng vừa hy vọng các bạn xem đài biết được thêm một cái hoạt động truyền thống chúng ta có thể làm trong mùa Du Lan này để bày tỏ cái tấm lòng của mình đối với các vị tiền nhân đã hy sinh cho chúng ta có được cái thời gian hòa bình và phát triển hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.